Thì Thái Bình đây, con đọc cho chú mấy chữ này ha. Chữ này chữ gì con? Hạt giáo Ồ, quay quay gần vô này đi vàng thấy không? Rồi con đọc mấy chữ này. hảo sáng gì sáng vàng thì vàng giao gì bằng bộ Ồ, Nam Mô Đà Phật. của cường giáo sủ Ồ, quý vị ơi, thấy lạ chưa quý vị? năm mèo ký mão rõ ràng Ồ, quá giỏi rồi, tiếp luôn con, tiếp luôn. hát trong trần hạ ngon nhàng chi chi Rồi, quý vị thấy chưa quý vị ơi? một ăn bốn bên cha mẹ hai đắp nước À, đây nè ai đắp nước, đúng rồi. ba ăn băng bảo này đọc này nè Quá hay. muốn ăn đồng bào nhân dạy với kẻ xuất gia Ồ, phải chỉ vô ảnh mới ảnh mới đọc quá. thì ăn đàn na sĩ chủ Vâng, ngày Di Minh Vlog xin kính chào quý vị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Di Minh. Thì hiện tại ở đây là mình có ba anh em, mình gồm có là Hồng Định và một cái người bạn anh em với Hồng Định. Thì hôm nay là được sự giới thiệu của Hồng Định là dắt mình đi quay một cái nhân vật rất là độc lạ luôn quý vị. Thì cậu bé này là kiểu dạng như là thần đồng hả Dạ Hồng Định? đúng rồi, nếu mà nói theo Phật học gọi là thần đồng, còn nói về Phật học về tâm linh, nghĩa là cậu bé khi mà độc lạ như thế nào quý vị, có nghĩa là mới có vừa hết thôi nôi á, là cậu bé đã tự đọc chữ được, nghĩa là tất cả các chữ cô bác mình đưa ngoài chữ song tập này kia đưa kinh giảng bé đọc vẫn được luôn, chứ chung là chúng ta lật bất cứ chữ gì thì bé đọc cũng được hết đó. Thì đây là một cái việc lạ, hôm nên hôm nay cũng Hồng Định giới thiệu cho Duy Minh Vlog Hà Văn Vàng để mà đến xứ sở Đồng Tháp của Hồng Rồi. Định để quay một cái việc lạ gọi là thần đồng đúng không gì đó, ngoài đọc chữ còn đọc kinh giảng rất là hay luôn, mà chỉ mới có là hiện bây giờ là chỉ có 3 tuổi nha mọi người, còn lúc trước thì nghe mẹ nói là chỉ có 24 tháng đã đọc chữ rồi, nhưng mà không có ai là dạy, không có nghe cho nghe. Bây giờ chúng ta đưa bất cứ kinh sách vở nào bé cũng đều đọc được hết luôn á, đặc biệt là Duy Minh. Đúng rồi, thì nghe Hồng Định nói rất là tò mò, rất là háo hức luôn. Giờ mình sẽ đi theo Hồng Định để là mình đến cái cậu bé thằng đồng đó, quay cho Dạ quý vị, chia sẻ cho quý vị cùng xem ha. dạ dạ rồi mời tất cả mọi người ha. Ok, thì mọi người hôm nay là mình cùng với Hồng Định sẽ dắt bà con đến đây để xem cái cậu bé biết đọc chữ lúc to to nha các bạn. Con tên gì? Gió tên mấy tuổi? Con mấy tuổi? À, chú lại này vô đây rồi. Con gió tên mình con mấy tuổi? Ba bồi. Tuổi con gì? Để con heo. Heo ăn gì vậy? Heo ăn gì? Chờ, chú chú gắn vô rồi cho con nói chuyện cho rõ ha. Rồi mẹ chở đi mua đồ. Chị chở với mẹ không? Dạ. À, vâng, thưa mọi người, hiện giờ thì Hồng Định cũng đã đến được nơi nhà của bé. Thì đây chính là bé Thái Bình, năm nay là khoảng là 3 tuổi mọi người. Đó. Chị dạ, cho em hỏi là bé này phát hiện biết đọc chữ từ bao giờ chị? 24 tháng. Vậy đó hả? Dạ, Thôi nôi qua Thôi nôi là biết đọc chứ ha. Dạ, biết đọc như chữ giờ đưa số là biết hết trơn rồi. Vậy đó hả? À, con tên gì con? Con tên gì nói chú nghe đi. Con tên gì? Con Thái Bình. Thái Bình hả? À? Giỏi Thái Bình lớn không? Nay mấy tuổi rồi? Ba bội. Bé bé mới ngủ đứt dậy quý vị. À, rồi mọi nha, người đứng đàng hoàng đi. Nói đàng hoàng đi chờ. Theo được sự chia sẻ Di Minh cũng có đến đây và là mẹ của bé Thái Bình, là bé mới 24 tháng tuổi là bà biết đọc chữ quý vị. Cái này là tự biết đọc chứ mình đâu có dạy gì hết chị. Không, không dạy gì nữa. Vậy đó hả? Dạ. Ở sớm này cũng nhiều người lắm nè, như ở đây làm chung rồi. Vậy đó hả? Ừ. Dạ. Rồi thì giờ đây để không đợi quý vị mình chờ lâu thì Hồng Định sẽ kìa, ở đó đưa là cuốn cuốn sấm giảng ha, sấm giảng của đức thầy quý vị để cho bé Thái Bình coi đi chợ hay là con đọc chữ con. Như đọc chữ đi chú quay đi con. Đọc con. Mới mới ngủ chị hay sao vậy? Ngủ mới hết nè, đọc đọc cho chú nghe đoạn đi con. Đi con, hay là để mẹ con mình đi chợ nha. Xe nấu cho con. Xe tăng. Ờ, mua xe tăng. Là con đọc cái đó cho chú nghe đây nè mẹ ha, con mình đi nghe con. Dạ. Rồi, thưa quý vị ơi, đây là một chuyện rất là lạ đặc biệt nha. Giờ đây Hồng Định đã đem cuốn sấm giảng của thầy ra
đây là ngẫu nhiên nha, chứ không phải mình không có chuẩn bị trước để mà coi bé khi mà mới sanh ra khoảng 24 tháng gì là tự biết chữ đọc được. Hôm nay bé đã 3 tuổi rồi. Thì Thái Bình đây, con đọc cho chú mấy chữ này ha, chữ này chữ gì con? Hạt giao hoàng hảo. Ồ, quay gần vô này đi vàng thấy không? Dạ. Rồi con đọc mấy chữ này. Sẵn dặn thì dặn giao gì bằng bộ. Ồ, nó mô đạo Phật. Của Đức Cường Giáo Chủ. Ồ, quý vị ơi, thấy lạ chưa quý vị? Đây là bé là hôm nay mới có 3 tuổi nha mọi người, nhưng mà không có ai dạy hết, gọi là tự nhiên biết chữ luôn. Hồng Định rất là ngạc nhiên. Wow. À con đọc mấy số này được không? 1, 3, 9, 3, 9, 1, 9, 4 7. Ồ, quá tuyệt vời quý vị ơi. Rồi bây giờ tiếp theo sẽ đọc một đoạn tấm giảng của Đức Thầy cái gì. Rồi mình đọc cái dạ, đọc cái quyển nhất đi ha. Rồi con đọc cái này giùm coi. Quyển nhất sẽ sám giảng thì nhân người đời bưng niệm. Ồ, sám giảng quyển nhất phiên người đời bưng niệm. Rất là đặc biệt, con người Định nói chung là hết hồn quá. Rồi con đọc tiếp ha cho chú à. Chữ này chữ qua có. Đọc chữ này chữ gì con? Qua. Hả? Hả? Nhưng mày đã hết đời. Quý vị. Rồi con đọc tiếp tiếp vài câu nữa ha Thái Bình ơi. Đọc tiếp vài câu con. Ngồi sang giá cây. Đây đây nè, đây nè con. Không mà biến diễn đời gia tăng. Ồ, đặc biệt đặc biệt, quá hay luôn về Thái Bình, quá giỏi quá vậy ơi. Mới ngủ vậy. Rồi con đọc tiếp vài câu nè. Nè Thái Bình, con đọc tiếp câu này nữa con. Đứng lên đứng lên đứng lên. Câu này gì? Năm mèo ký mão giỏi vàng. Ồ, quá giỏi rồi, tiếp luôn con, tiếp luôn. Hát trong trần hà ngon nhàng chiếc chi. Quý vị thấy chưa quý vị ơi, Hồng Định nói chung là bất ngờ luôn. Bé là chỉ có 3 tuổi thôi mà chưa có ai dạy. Thường con nít người ta lên 5-6 tuổi ta đến trường ta học, có chị lớp 1, lớp 2 biết chữ không. Nhưng mà hôm nay là rồi bây giờ để cho quý vị mình xem, để quý vị mình nghi ngờ là anh em đã chuẩn bị trước, thì Hồng Định sẽ lật bất cứ trang nào để cho em cháu Thái Bình đọc cho mọi người. Rồi con đọc bốn chữ này coi. Diệu pháp quang minh. Bà Diệu pháp quang minh là một trong 16 bài thi văn mà Đức Thầy đã chính tay viết mọi người. Rồi con đọc mấy câu này ha Thái Bình ơi. Dòng chí viết bự bi xếp nhón. Chính xác luôn quý vị ơi, còn hay quá. Dạ tại còn nhỏ mà hơi đớt á. Rồi tiếp tiếp con này chú luôn ha, cho bà con mình coi Thái Bình. Đây nè con. À, con đọc vài câu nữa ha. Đọc đi rồi hai đứa con mình đi cho chú. Đúng rồi đúng rồi. Chút ta mua chở đi chợ. Rồi tiếp câu này. Chợ mua xe tăng. Ờ đúng rồi, đọc đọc xong đi, chợ mua xe tăng. Mua xe tăng tăng. Đúng rồi. Cái thằng nhỏ. Bắn mày nhỏ hàng áng đi đó mày nhỏ. Rồi giờ Hồng Định sẽ lật cái quyển 6 của Đức Thầy đây ha. Đó mình đặt cái hạng xuất gia tại gia coi bé đọc như thế nào ha. Rồi con đọc mấy chữ này cho chú nghe ha. Dẫn đi xe dục cần biết của cây kẻ kẻ bự hiền tu hiền. Rồi tiếp luôn Thái Bình ơi, hay quá con ơi. Này chữ này nè con. Yeah. Đọc cho chú đi con. Chữ này nghe nghe tay chú chỉ kìa. À, đọc chữ bự này đi nè, chữ này chữ gì? Hạn chức gia. Đọc chuyện này quý vị. Mỗi lần em mới đọc còn vậy hồi hộp và hết hồn luôn á. Rồi. Rồi tiếp vài câu đi con. Đọc thì vỗ tay quên. Dùng cổ các nhà sư hay. Đây đây. Rồi. Những y cũ đã quên bạn. Hay quá, hay quá. Ông đọc vài câu đi con, vài câu đi. Và hoàn toàn là sao nữa, ly khai. Dì hơi dối dây đừng. Dạ, con đọc mình nghe nè.
Rồi con đọc là đây là cái này gì? Bún ăn nghe quý vị. Một ăn bổ bên cha mẹ. Đây. Hai. Ba. Hai đắp nước. À. Cái này nè. Hai đắp nước. Đúng rồi. Ba. Ăn băng bảo. Hai đọc này nè. Quá hay. Muốn ăn đồng bào nhưng dạy với cả xuất gia. Ồ, phải chỉ vô ảnh mới đọc, mới đọc quá. Thì ăn đàn ngay chị chú. Quá hay, quá để siêu luôn. Chỉ chữ đó ảnh mới đọc. Nói chung là chị có cháu Thái Bình rất có phước và rất là vinh hạnh luôn quý vị. Cháu ngoài đọc chữ ra mà thì đưa giảng thầy ha, mà đọc cũng rất là rõ luôn. Con mô Phật sao cho chú ơi. Con mô Phật sao ơi. Con Phật nha. Rồi con đọc vài câu nữa cái mình ấy ha, con Thái Bình giỏi quá. Dương về tăng nghiệp. Quay nhỏ, quay có thấy nhỏ với vậy. Quay không biết kỹ thuật. Rồi, rồi đọc tiếp đây. Chân gia ở con người hao đâu. Nè con đọc mấy chữ bự này đi vậy ha. Nè, đây là gọi là luận về tâm nghiệp nha mọi người. Rồi đọc nè. Đọc với con. Cẩu. Hảo nghiệp. Ừ. Nghiệp sân đều ác. Bốn. Bốn, rồi tiếp mấy chữ này luôn con. Một dương thiệt. Ừ. Hai bỉ nhân. Ba là gì? Ác khẩu. Dẫm nhữ. Tiếp hành gian. Xâm mộ. Mới xí. Quá hay luôn quý vị ơi. Nè Hồng Định mà lật nè, lật mà ngẫu nhiên luôn nghe mọi người. Đó giờ lật ngẫu nhiên là cho bé đọc luôn nè, đó. Người đọc bốn chữ lớn nè coi. Dừng về bắt chân. Ồ đọc nhanh luôn thật. Quá giỏi luôn con, dê cái coi. Quá. Quá hay. Rồi giờ đọc cái nữa mình kết thúc nha. Đó. Đây là bát chánh nha mọi người, để cho em coi bé đọc hết đúng 8 chánh không ha. Rồi bắt đầu. Ở đây. Bát chánh dần có. Rồi, 1. 1. Sáng kiến. Rồi. Hai sáng bự gì. Rồi. Sáng nghiệp. Sáng mừng bắn. Sáng nhữ. Sáng niệm. Sáng định. Quá hay. Quá được rồi luôn quý vị. Nghe nghe nè, giỏi nè. Dạ. À thưa quý vị. Cảm giác là Hồng Định rất là mạnh. Con giỏi. À, con giỏi hả mẹ, con giỏi. Rồi à, chú mấy chú cảm ơn Thái Bình ha, đã đọc sấm giảng của Đức Thầy cho bà con của mình nghe. Chúc con quá tuyệt vời quý vị ơi. Chúc con ăn chóng lớn ha, sau này là thông minh học giỏi nè. Dạ. Dạ. Rồi thưa mọi người thì chú quay được rồi, nhảy lên nhạc rồi. Ừ, vô, nhảy rồi. Rồi chị Hai nhảy mạnh lên, nhảy nhạc kịch lên Huynh. Nhảy lên đi. Nhảy mạnh lên chị Hai lên. Vô, nhảy. Được rồi, được rồi. Vâng, kính thưa quý vị thì vừa rồi chúng ta cũng đã xem một cái đoạn video nói chung rất là đặc biệt, đó là cháu Thái Bình khi mà 24 tháng tuổi là mẹ cho biết là đã biết đọc chữ mọi người, và đến nay là 3 tuổi mấy rồi, thì đến đây thì Hồng Định mới thử tài của bé, thì đem cuốn sách giảng ra là bất cứ lật trang nào thì cháu Thái Bình đều đọc rất là lưu loát thưa quý vị. Nói chung là tại vì còn nhỏ nên là tiếng hơi đớt tí thôi, nhưng mà nói chung là đây cũng là một cái việc lạ, một cái việc nó rất là đặc biệt luôn mọi người. Thì quý vị xem cái đoạn video này chúng ta sẽ cảm nhận nó như thế nào ha, chứ Hồng Định là nghĩa là con nít người ta lớn lên khoảng 6-7 tuổi vào trường học mới biết chữ, còn cháu thì chưa có đến trường học. Tại mới có 3 tuổi mấy à, không? Chưa có lớp chọi lớp lá gì hết, mà thêm nữa là cha mẹ cũng không có chỉ dạy luôn. Đó, cho nên một cái việc này nó cũng rất là đặc biệt. Thì xin chào quý vị khán giả, thì vừa rồi quý vị khán giả cũng đã thấy được là Hồng Định đã test em bé chưa đầy 3 tuổi đã đọc chữ rất là lưu loát, và đặc biệt đọc những cái sấm giảng của thầy rất là gành luôn quý vị. Nếu mà quý vị mà thấy hay á thì hãy cho anh em mình
một cái like và một cái đăng ký để anh em mình có thể có động lực đi tìm kiếm những cái nhân vật tài thằng Đồng như cậu bé vừa rồi nghe quý vị khán giả. Giờ xin cuối video xin chúc quý vị khán giả thật là nhiều sức khỏe,